Xin chào anh chị, em là Thành bên nhà đất Quyền Trang. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một căn nhà vườn ở xã Vĩnh Kim. Nhà của mình có tổng diện tích là 680m² nha anh chị. Có 143m² thổ cư. Hiện tại chủ kêu giá là 2 tỷ 2 không thương lượng, 2 tỷ 8 không thương lượng nha anh chị. Em xin lỗi. 2 tỷ 8 nha anh chị. Em sẽ giới thiệu cho anh chị về phần đường đi trước ha. Con đường của mình trước mặt là con đường ra Vĩnh Kim nha anh chị, khoảng 5 phút nha anh chị. Bên hông nhà mình có một con sông lớn ha. Còn con đường trước mặt đây là con đường để về Bình Trưng nha anh chị. Đường mình là đường thông, xe ô tô 7 chỗ vô tới nha anh chị. Hiện tại thì vẫn còn đường đá xanh nha anh chị, sau này sẽ đổ lên đường đan nha. Xung quanh nhà cửa thì không có mồ mả gì nha anh chị. Nhà hàng xóm rất là đông. Em sẽ bắt đầu đi vô nhà để giới thiệu cho anh chị nha. Nhà của mình có bề ngang là 15m5, dài 35m6 ha. Nở hậu nhẹ 22m3 ha anh chị. Nhà xây dựng khá còn mới nha anh chị. Trong nhà em thấy là gạch được ốp tới trần nha anh chị. Đây là phòng khách của mình nha. Còn ở đây là một căn phòng thờ nhỏ. Nhà của mình thì được 3 phòng ngủ nha anh chị. Đều có cửa sổ ha, và được ốp gạch hết. Anh chị chủ nhà chỉ bán nhà không nha anh chị, toàn bộ nội thất là anh chị đem đi hết ha. Còn đây là cái phòng ăn của gia đình ha anh chị, cũng có cửa sổ, cũng được ốp gạch lên tới trần ha, khá còn mới. Đây là khu vực bếp của mình nha anh chị. Khu vực bếp mình cũng có cửa sổ, cũng khá rộng, có thể để được một bàn ăn ở đây nha anh chị. Đây là cái chỗ để mình rửa chén nè, sau khi dùng tiệc xong ăn uống ha. Nhà thì được thiết kế hai toilet trong nhà, một phòng là để tắm và một phòng thì để đi vệ sinh ha anh chị, riêng biệt ha, rất là sạch sẽ ha. Bên hông nhà mình thì có một cái căn nhà nhỏ để kho ha anh chị. Để em đi lên trước em giới thiệu cho anh chị ha. Đây là căn nhà kho của mình ha anh chị, khá rộng ha. Lúc trước là chủ cho thuê để dạy học nha anh chị. Nhìn cái bảng này nhớ thời tuổi thơ nha anh chị.
giờ muốn quay lại quay không được đâu. Mình sẽ đi ra xuống sào ha. Nhà mình thì điện nước wifi có đầy đủ ha. Ở đây mình cũng có một cái căn nhà nhỏ nhỏ, em nghĩ là để đồ anh chị, để đồ, để xe máy đồ anh chị. Giống như cái kho nhỏ phía sau ha. Phía sau nhà mình thì có một con kênh thoát nước nhỏ nha anh chị. Được một cây sake, hai cây sake. Chủ thì không có trồng cây ăn trái trên đất ha anh chị. Nhưng mà cái phần đất phía sau mình cũng khá rộng, em thấy khá rộng. Anh chị có thể về, khi về anh chị có thể cải tạo lại, trồng sen cây ăn trái vô, như cây mít, cây xoài tạo nén kia, tạo bóng mát ha anh chị. Ở đây cũng có một cái nhà vệ sinh. Còn bên hông nhà mình thì còn một khoảng đất trống khoảng 3 mét, nhưng mà chủ nhà không có trồng cây ăn trái nha anh chị. Nhưng mà anh chị về thì mình trồng, đặt xen cây ăn trái vô đây. Cái vị trí nhà của mình thì gần chợ Vĩnh Kim, gần ủy ban, gần trường học, nói chung là thuận tiện đi lại ha anh chị. Để em mở bản đồ cho anh chị xem ha. Phía trước sân nhà của mình có cái giải chiến ha, anh chị có thể về đây mở quán cà phê hay quán nhậu, mở quán kinh doanh cái gì đó, hao vựa trái cây cũng được. Em thấy khá rộng ha, sân mình thật khá rộng ha. Rồi để mở ra mở bản đồ cho anh chị xem ha. Bên phần kênh, bên phần sông này là mình được hưởng nha anh chị. Một hàng cây bằng lăng này là bên mình hưởng nha. Để mở định vị, mở hướng cho anh chị xem ha. Nhà của mình là hướng nam nha anh chị. Rồi để em bấm về chợ Vĩnh Kim khoảng bao nhiêu cây số nha anh chị. Từ vị trí nhà mình về chợ Vĩnh Kim khoảng 4 phút nha anh chị, khoảng 1,5 cây số ha, rất là gần. Để em xem, em bấm về bến xe miền Tây có bao nhiêu cây số nha anh chị. Từ vị trí nhà mình lên Sài Gòn bến xe miền Tây là khoảng 70 cây số nha anh chị. Đi 1 tiếng 30 phút nha. Rồi em sẽ bấm về Mỹ Tho. Nhà mình cách Mỹ Tho khoảng 18 cây số nha anh chị, đi xe khoảng 30 phút ha. Có đường này tắt hơn nè, đi đường tắt hơn cho nó gần hơn đó. Dạ. Yeah. 14 cây. Em thấy đường này 14 cây gần hơn anh chị. Chắc mình đi ô tô nó đánh vòng anh chị ơi. Còn nếu mà đi đường xe máy hay đường chính thì khoảng 14 cây số nha anh chị. Khoảng nửa tiếng. Chỉ cho anh chị cây siro kìa. Dạ. Ok chị. Rồi em xin nhắc lại nha. Nhà mình có tổng diện tích là 680 m2.
có 143 mét thổ cư, chủ kêu giá là 2,8 tỷ, không thương lượng nha anh chị. Nhà của mình có bề ngang mặt tiền là 15 mét rưỡi, hậu là 22 mét, chiều dài của nhà là 35 mét. Nhưng mà em thấy sau này mở con đường đan này nè, con đường đan cặp hông nhà mình là cái mặt tiền mình tới 35 mét nữa nha anh chị, nếu mà theo cái hướng đường đan này. Còn hiện tại là chủ xây cái theo hướng nam nên mặt tiền còn 15 mét rưỡi nha anh chị. Đây để em đi xung quanh tham quan cái đường xá cho anh chị xem ha. Đường thì khá rộng, xe ô tô 7 chỗ vô tới nha anh chị. Đây là cây siro nè. Đây là cây siro nha anh chị. Anh chị có biết cây siro không? Em lần đầu tiên biết luôn đó nha. Này là cây siro nè. Đó anh chị xem. Wow. Đó anh chị xem nè, cái trái này ăn được nè. Thành là kiếm một trái nè, mùi ăn thử. Kìa có một trái mùi kìa Thành. Đó đây nè, đây nè, đây nè. Đây là cái trái siro nha. Ê. Em lựa cái trái mà nó nâu nâu á, nâu nâu nó mới chín đây nè Thành ơi. Nè. Đây nè, em thấy rồi nè anh chị xem nè, trái này nè. Đây. Không không, trái này nè. Đó em ăn thử rồi Thành. Rồi em ăn thử rồi. Chua quá chị ơi. Chị tưởng em ăn chua được chứ. Rất là chua. Chua không phải tả. Rồi hôm nay Đạo Gia Thành nó quay anh chị thấy căn nhà vườn này như thế nào ta. Nói chung là diện tích thì chủ nói là bán hết rồi, nhưng mà tụi em đo hào hảo thì khoảng là 680 đến 718 mét vuông á, chủ bán hết luôn. Mà chỗ này mà xây cà phê là lý tưởng luôn á anh chị, quá đẹp luôn, đẹp lắm. Em thấy hồi nãy tụi em ngồi tán dóc với chủ á, thì tụi em có hỏi thì chủ nói hồi xưa là năm 2014 á, chủ xây cái căn nhà này là hết 1,4 tỷ rồi đó anh chị, mà xây nhà thôi nha, chưa có sân đồ, rồi xây cái nền cao lắm kìa, gạch thì dán tới nóc luôn mà. Bây giờ mà anh chị xây cái căn nhà như vậy rồi giáp vòng xung quanh như vậy hết luôn á, thì em nghĩ là cũng phải hàng bèo bèo lắm luôn á nha, cũng phải hàng 1,8 tỷ hoặc 2 tỷ á anh chị. Nói chung là bèo lắm là cũng phải hàng 1,7 tỷ, 1,8 tỷ đi ha. Rồi tiền đất nữa, đất này là đất ở Vĩnh Kim nha anh chị. Đó, em thấy là miếng này ổn áp lắm, anh chị mình cứ về mình xem thử coi thế nào nha. Rồi, bye bye anh chị.